Quý vị đang theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV được phát sóng trên băng tần 57.19 tại miền Nam California, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas và Galaxy 19 trên toàn Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình xứ ngôn viên Tuyết Nha và Lâm Hùng trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Nga bắt giữ nhân vật quốc phòng hàng đầu thứ tư vì nhận hối lộ. Thủ tướng Anh cho biết chúng tôi đã đặt chuyến bay cho chương trình di cư tới Rwanda. Ông Trump nói Putin sẽ vì ông mà trả tự do cho phóng viên WSJ Jerskovic. Khu vực tập trận của Trung Quốc nằm ngoài vùng tiếp giáp của Đài Loan. Người dân Delhi thất vọng khi thủ đô ô nhiễm nhất thế giới đi bầu cử. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Lâm Hùng. Kính thưa quý vị, bản tin mà chúng tôi vừa nhận được ở bản đầu tiên đã cho biết rằng Nga bắt giữ nhân vật quốc phòng hàng đầu thứ tư vì nhận hối lộ. Truyền thông Nga hôm thứ Năm đã đưa tin Nga đã bắt giữ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung tướng Vadim Shamarin vì tình nghi nhận hối lộ quy mô lớn, vụ mới nhất trong một loạt vụ bắt giữ các giới chức quân sự hàng đầu. Tờ Kommersant đưa tin Shamarin đã bị giam giữ vì cáo buộc lừa đảo và nhà của ông ta đã bị khám xét. Bộ phận báo chí của Tòa án binh số 235, cơ quan thủ lý vụ án, sau đó thông báo ông Shamarin bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn. Ông Shamarin sẽ bị giam trong 2 tháng để phục vụ điều tra. Tướng Shamarin sinh năm 1971 tại Taganrog, phục vụ trong quân đội từ năm 1992. Vào năm 2021, ông làm lãnh đạo Tổng cục Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu rồi được bổ nhiệm chức Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội của Nga. Đây là vụ bắt giữ một nhân vật quốc phòng cấp cao lần thứ tư kể từ tháng 4, khi mà Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov bị tạm giam trước khi xét xử vì nghi ngờ nhận hối lộ. Kể từ đó thì Trung tướng Yuri Kuznetsov, người đã đứng đầu nhân sự của Bộ Quốc phòng, và Thiếu tướng Ivan Popov là cựu tư lệnh quân đoàn 58 của Nga cũng đã bị bắt giữ. Hàng loạt vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn trong cơ cấu quốc phòng của Nga sau khi mà Tổng thống ông Vladimir Putin trong tháng này cách chức Bộ trưởng Sergei Shoigu, người đã phục vụ lâu năm, thay thế ông bằng cựu phó thủ tướng Andrei Belousov. Thủ tướng Anh Sunak cho biết chúng tôi đã đặt chuyến bay cho chương trình di cư Rwanda. Một ngày sau khi công bố cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4 tháng 7, Thủ tướng Anh Sunak cho biết họ đã đặt chuyến bay để chuẩn bị hồi hương những người xin tị nạn đến Rwanda sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 7 tới đây. Theo chính sách hàng đầu của mình, ông hy vọng trục xuất tới quốc gia này những người tới Anh bất hợp pháp. Ông nói vào ngày thứ Năm, sự lựa chọn cho cuộc bầu cử này đã rất rõ ràng, vì nếu như tôi tái đắc cử làm Thủ tướng vào ngày 5 tây tháng 7, những chuyến bay này chắc chắn sẽ được cất cánh. Bình luận của ông được đưa ra khi cả ông và đối thủ thuộc công đảng là ông Keir Starmer đã bắt đầu chiến dịch bầu cử vào sáng hôm nay, khi đảng bảo thủ của ông kém hơn công đảng khoảng 20 điểm phần trăm trong những cuộc thăm dò dư luận. Ông Sunak đang bị đe dọa về quyền kiểm soát nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, đang phải chịu đựng nhiều năm tăng trưởng thấp, lạm phát cao, với việc Anh nỗ lực đạt được thành công trong quyết định rời khỏi Liên Âu năm 2016, đang cần dần hồi phục sau cú bàng hoàng của COVID-19 và giá năng lượng tăng vọt vì chiến tranh tại khu vực Ukraine. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống ông Trump nói Putin sẽ vì ông mà trả tự do cho phóng viên WSJ Gerkovic. Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng ông sẽ sử dụng mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin để phóng viên Wall Street là Ivan Gerkovic được giải thoát khỏi nhà tù ở Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã cho biết Tổng thống Vladimir Putin chưa có bất kỳ liên hệ nào với ông Donald Trump về việc Gerkovic được trả tự do khỏi nhà tù ở Nga. Ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội,
Truth Social của mình rằng điều này sẽ xảy ra ngay sau cuộc bầu cử vào tháng 11 ở Hoa Kỳ, khi ông đang tìm cách đánh bại Tổng thống Joe Biden và trở lại Tòa Bạch Ốc. Ông không đề cập đến bất kỳ liên hệ nào với ông Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên, ở đây Putin đương nhiên không có liên lạc với ông Donald Trump. Ông Peskov đã cho biết việc liên lạc với những người bị giam giữ phải được tiến hành trong hoàn toàn im lặng và tuyệt đối kín đáo. Ông Gurkovich đã bị bắt ở Nga vào tháng 3 năm ngoái vì cáo buộc gián điệp mà theo tờ báo của ông và chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều phủ nhận. Ông ta đã ở hơn một năm trong nhà tù Moscow và chưa có ngày xét xử cụ thể. Khu vực tập trận của Trung Quốc nằm ngoài vùng tiếp giáp của Đài Loan. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết những khu vực diễn tập quân sự của Trung Quốc nằm ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải của Đài Loan, cách bờ biển này 24 hải lý. Trong cuộc họp báo, Bộ cho biết 15 tàu hải quân Trung Quốc, 16 tàu lực lượng tuần duyên, 33 máy bay tham gia tập trận, nhưng không có cuộc tập trận bắn đạn thực nào được tổ chức ở những khu vực gần Đài Loan. Cuộc tập trận mang tên Chonsor 2024A diễn ra trong 2 ngày, tuy nhiên không giống như cuộc tập trận Chonsor tương tự vào năm ngoái. Những cuộc tập trận này được gắn thẻ A mở ra cơ hội cho những cuộc tập trận tiếp theo tiềm năng. Bộ Quốc phòng Đài Loan lên án cuộc tập trận và nói rằng họ cử lực lượng tới các khu vực xung quanh hòn đảo khi lực lượng phòng không và lực lượng hỏa tiễn trên bộ theo dõi mục tiêu, đồng thời nói thêm họ tự tin có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Trong khi đó, người dân trên Kinmen, hòn đảo Đài Loan nằm gần Trung Quốc nhất, cho biết họ đã quen nghe về những cuộc tập trận quân sự do Trung Quốc tiến hành gần đó. Bộ Chỉ huy cho biết trong một tuyên bố, cuộc tập trận đang được tổ chức tại eo biển Đài Loan phía Bắc, phía Nam và phía Đông, cũng như những khu vực xung quanh các đảo như Kinmen, Matsu, Wukiu và Dongjin do Đài Loan kiểm soát. Lần đầu tiên, những cuộc tập trận của Trung Quốc bao gồm những khu vực xung quanh những hòn đảo này như thế. Kính mời quý vị quay sang phần tin từ Ấn Độ. Người dân Delhi thất vọng khi thủ đô ô nhiễm nhất thế giới đi bầu cử. New Delhi, thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, sẽ đi bầu vào hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 5, và người dân thất vọng vì thiếu hành động hiệu quả để làm sạch không khí. Theo một nhóm giám sát chất lượng không khí có trụ sở tại Thụy Sĩ, thủ đô của Ấn Độ được mệnh danh là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới vào năm 2023, lại thêm một năm nữa. Khi mà người dân chuẩn bị bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử rải rác trên toàn quốc, họ không hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nitin Sharma, 35 tuổi, cư dân Delhi đã cho biết, thật là khó chịu bởi vì bạn biết đó là không khí mà chúng tôi phải hít thở và nó đang ảnh hưởng đến rất nhiều người trong chúng ta, dù già hay là trẻ. Chất lượng không khí ở miền Bắc Ấn Độ xấu đi hàng năm trước mùa đông, khi mà không khí lạnh giữ lại các chất ô nhiễm từ xe cộ, công nghiệp, bụi xây dựng và đốt rác thải nông nghiệp. New Delhi thường chứng kiến những ngày chỉ số chất lượng không khí, gọi tắt là AQI, dao động quanh mức 400 hoặc là trên 400 vào mùa đông. Bà Anumita thuộc Trung tâm Khoa học và Môi trường, gọi tắt là CSE, có trụ sở tại New Delhi đã cho biết không có giải pháp khắc phục nhanh chóng nào cho vấn đề ô nhiễm của New Delhi, vì đây là một thành phố đang mở rộng với hơn 20 triệu người có nhu cầu cơ sở hạ tầng thường xuyên. Kính thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý khán thính giả những tin tức nổi bật liên quan tới cuộc triển lãm mới ở London, nhìn vào sự kết hợp giữa âm thanh và nghệ thuật ra sao, hàng ngàn người tập trung tại Birrian tiễn biệt Tổng thống Iran như thế nào, và tàu mẹ săn có voi mới của Nhật Bản đến Tokyo trước chuyến đi đầu tiên. Việt Nam mất hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ do giới chức quá lo sợ bị đưa vào lò. Xin mời quý khán thính giả tiếp tục đón xem.